Theo thông tin do ABC News hôm 17 tháng 8 dẫn lại từ nhiều tay súng người phương Tây chiến đấu tại Ukraine, một số đơn vị Ukraine đã phải chịu tỷ lệ thương vong lên tới trên 80% trong cuộc phản công đang diễn ra. Một cựu binh Mỹ chiến đấu với lực lượng đặc biệt Ukraine gần tỉnh Donetsk nói với ABC rằng đơn vị ông đã chịu thương vong 85% trong một cuộc tấn công vào một ngôi làng 2 tuần trước đó. Trong số những người bị trúng đạn, 40% bị thương nặng đến mức họ chiến đấu không hiệu quả sau đó, ông nói thêm. Đồng đội của ông, một người Mỹ khác, nói rằng đơn vị đã gặp sự kháng cự rất có tổ chức từ quân đội Nga. Một tay súng khác từ một nước phương Tây không xác định cho biết ông đã bị thương nặng trong những ngày đầu của cuộc phản công và khoảng 80% tiểu đoàn của ông đã bị thương sau đó. Dù vậy, hai tay súng người Mỹ nói với ABC News rằng cuộc phản công của Ukraine đang được tiến hành hiệu quả và thương vong lớn là điều không thể tránh trong hoạt động quân sự lớn như vậy. Bộ Quốc phòng Nga gần đây nói quân đội nước này đã vô hiệu hóa 43.000 binh sĩ Ukraine trong 2 tháng. Ukraine chưa công khai số liệu thương vong kể từ khi bắt đầu xung đột. Tuy nhiên, ABC News dẫn lời một quan chức cao cấp nước này nói tình hình rất căng thẳng và giao tranh quyết liệt đang diễn ra. Ông nói 80% thương vong của Ukraine là do pháo kích Nga. Trang Politico hồi đầu tháng 8 dẫn lời các quan chức Mỹ nói 150.000 quân Ukraine hiện đang tham gia chiến dịch phản công. Kiev dự kiến tiến tới thành phố Melitopol gần biển Azov, qua đó cắt đứt hành lang trên bộ nối Nga với Crimea. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự kiên cố của Nga, cộng thêm việc không có không quân yểm trợ, các lực lượng của Kiev đã gặp rất nhiều khó khăn và tổn thất. ABC News dẫn lời một tay súng phương Tây kể lại rằng đơn vị đã mất 3 chiếc xe tăng Leopard trong một ngày vì được lệnh tiến vào một bãi mìn. Người này cũng cho biết nhiều tân binh không được huấn luyện đầy đủ để tham gia các hoạt động tấn công phức tạp. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả cuộc phản công của Ukraine là tự sát và vào tháng 6 đã tuyên bố rằng bất kể phương Tây có gửi bao nhiêu vũ khí đến chiến trường thì dự trữ huy động của Kiev không phải là vô hạn. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.